bạn là thứ nhất là Nguyễn Công Danh, hai là Lê Tiến Đạt và em là Trần Thái. À, tụi em hôm nay đang đứng ở công viên Cỏ Trắng quay ứng dụng khí nén và tỷ lực. Sao nó dài vậy? Và sau hai cái này sau đây thì thầy sẽ thấy là tài nguyên và ứng dụng khí nén vào ở sử dụng ở trong We'll be right back.